Ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng đã họp nhanh với các xã để chủ động xử lý nước lũ gây ngập ruộng lúa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng Huỳnh Thanh Hiền cho biết đã thống nhất những đề xuất kiến nghị của bốn xã Vĩnh Thạnh, Thạnh Hưng, Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi cho tiến hành lập hồ sơ và vận động nhân dân đồng thuận hiến đất để thực hiện chỉnh lý biến động đất đai về sau chính quyền vận động nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu khi vừa đủ độ chín để tránh nguy cơ thất thoát do lũ ngập. Các xã nằm trong vùng an toàn cũng cần phải kiểm tra và quản lý tốt hệ thống đề bào hiện có. Ông Hiền cũng chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện khẩn trương tổng hợp báo cáo chính xác các diện tích lúa hè thu năm 2022 đang bị ngập và có nguy cơ ngập do lũ đang đổ về, đồng thời ra soát lại các tuyến đê sung yếu, các khu vực có lúa hè thu ở vùng trũng thấp, chưa có đê bao khép kín. Tại xã Vĩnh Thạnh có gần 200 hecta lúa của 45 hộ dân ở ấp Rượng Lưới đã bị ngập gần đến bông. Người dân đang gấp rút đặt máy bơm để rút nước ra khỏi ruộng nhưng không hiệu quả. Còn tại xã Thạnh Hưng, 150 hecta lúa sắp thu hoạch của 30 hộ dân ở ấp 1 cũng bị nước dâng ngập. Anh Lâm Quốc Khánh là nông dân ở xã Vĩnh Thạnh lo lắng. Mấy bữa trước nước lên nhanh quá, tràn bờ vào ruộng lúa sắp thu hoạch của tôi. Gia đình có đặt máy dầu bơm nước ra nhưng không bơm xuể. Chuyến này chắc thua lỗ trước tình hình trên chính quyền hai xã vĩnh thạnh và thạnh hưng cũng huy động lực lượng hỗ trợ dân đắp những đoạn bờ ruộng bị ngập không để nước bên ngoài tràn vào thêm xã vĩnh thạnh đã họp dân nhằm đưa ra hướng cứu diện tích lúa đang bị ngập và sập theo đó người dân thống nhất đóng các cống lở thuê 4 năm máy bơm dầu công suất lớn để đặt bơm nước tập thể ra khỏi vùng đê bao đến khi lúa trong vùng thu hoạch xong theo ghi nhận của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đò Mực nước, do triều cường cùng với mưa tại chỗ nên lượng nước đo được tại thị trấn Tân Hưng tăng từ 10 đến 26 cm trên một ngày đêm trong 3 ngày liên tục, sau đó giảm 18 cm trong một ngày và lại dâng lên 2 đến 6 cm trên một ngày đêm. Mực nước đo được vào sáng 22 tháng 7 là 130 cm, cao hơn ngày trước 3 cm, cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 38 cm bạn có video hấp dẫn bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về plo a vòng pháp luật tb vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn